năm nay và mọi người có thấy làn da của mình trở nên căng bóng và mềm mịn hơn không? Da cực kỳ trắng sáng nha, lỗ chân lông của mình nè cực kỳ nhỏ luôn và những cái vết chân chim nó được cải thiện rất là nhiều luôn. Và bí kíp của Khanh đó là gì? Thay vì mọi người phải đi spa và tiêu tốn 50 đến 100 triệu cho một liệu trình căng bóng da thì mình xin giới thiệu với mọi người sản phẩm serum hắc tuổi Moji. Mọi người có biết không, trước đây là Khanh tốn rất là nhiều tiền vào spa, từ 20 triệu, 50 triệu, có cả những liệu trình 100 triệu để cải thiện làn da của mình, nám, sạm, lỗ chân lông to. Vô tình thì mình được chị Vân giới thiệu cho mình một sản phẩm, đó là serum hắc tuổi Moji, và mình cũng đã tin tưởng chị và sử dụng thử sản phẩm này, trải nghiệm sản phẩm này cả một tháng qua. Và điều làm mình bất ngờ nhất đó là sản phẩm này thật sự cải thiện được làn da của mình. Những cái yếu điểm của làn da nó giúp mình trở nên căng bóng hơn, căng mịn hơn chỉ sau 3 giây. Và mỗi sáng mình thức dậy, mình cảm nhận được làn da của mình tỏa sáng rạng ngời. Và sau 7 ngày, mọi người có biết điều kỳ diệu gì đã xảy ra không? Da của mình căng bóng và săn chắc hơn, lỗ chân lông của mình được thu nhỏ hẳn. Và điều ngạc nhiên nhất là trong một tháng sử dụng sản phẩm, da của mình trở nên đều màu và trắng sáng hơn và chống được những cái dấu hiệu lão hóa, và người thân xung quanh mình rất là khen mình tại sao dạo này mình lại tươi tắn đến như thế. Và sau khi công ty ra mắt sản phẩm này thì mình nhất định phải trở thành một trong những nhà đầu tư đầu tiên của serum hắc tuổi Moji, tại vì mình đánh giá sản phẩm này cực kỳ tiềm năng và chất lượng, mang đến hiệu quả cực kỳ cao đối với làn da của người Việt Nam. Hiện tại Khanh đang là leader của một đội dancer nổi tiếng nhất Sài Gòn, đó là Femi Dancer Team. Và Khanh có lời mời hợp tác đối với mọi người muốn kiếm thêm thu nhập với dòng sản phẩm hiệu quả và chất lượng này. Khanh cam kết sẽ giúp các bạn ra đơn nhanh nhất. Các bạn hãy nhanh tay inbox cho Khanh nha.